nhân đôi diện tích sử dụng tủ quần áo nhờ 5 mẹo sau. Hello, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Sơn Sập Gỗ. Trong video này, Chuyến sẽ chia sẻ với các bác những mẹo có thể giúp mình tối ưu được diện tích không gian sử dụng trong một chiếc tủ để đựng quần áo mà vẫn đẹp. Các bác có mong muốn điều vậy không nhỉ? Chắc hẳn là mỗi gia đình, mỗi phòng ngủ đều cần có một cái tủ sập. Tuy nhiên là em Chuyến phát hiện ra như này, là đặc điểm chung ấy là các bác gái thường rất nhiều đồ, thậm chí là tủ to đến mấy cũng cảm giác như là cái tủ rất là nhỏ. Còn anh em con trai thì rất là đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo là xong. Nên là mình hãy có những cái mẹo để tối ưu không gian tủ mà vẫn hiệu quả các bác nhá. Đầu tiên là như này. Đầu tiên là em Chiến muốn chia sẻ, đó là mình hãy sắp xếp lại không gian tủ. Tức là những cái đồ gì mà không cần thiết ấy, mình có thể loại bỏ luôn. Tức là một là mình mang đi cho, hai là không dùng tới nữa, mình có một phương pháp gì đấy nó không sử dụng nữa, cho này, hay là thì nó cũng có phương pháp mình mang bỏ đi chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy thì cái việc này giúp cho mình tối ưu được không gian. Cái đồ nào sử dụng, không sử dụng nữa thì mang cho đi. Và có một cái sự thật như này các bạn, đó là hầu như là ở trong tủ mình có những cái đồ ấy đã rất lâu lắm rồi mà không sử dụng tới. Có rất là nhiều nha các bạn nhá, rất là nhiều. Đấy là cái việc đầu tiên, loại bỏ những cái thứ quần áo không sử dụng nữa. Ok không anh nhỉ? Và điều thứ hai là em Chiến muốn chia sẻ là mình sẽ lựa chọn những mẫu tủ nhiều ngăn. Bây giờ sẽ dẫn các bác đi trực tiếp luôn, sử dụng tủ nhiều ngăn. Ví dụ như này, thực ra thì tủ này thì cũng chưa hẳn là nhiều ngăn đâu, nhưng mà em Chiến sẽ chỉ luôn để các bác có thể dễ hình dung. Ví dụ như cái tủ nó nhiều ngăn này, có thể là mình sẽ thiết kế một cái đây là có 2 ngăn. Mình muốn tối ưu thì mình sẽ lựa chọn những mẫu tủ nhiều ngăn, ví dụ như chia đôi ra này, rồi mình có thể làm thêm ngăn ở trong này nữa. Tức là mình lựa chọn cái tủ nào nó nhiều ngăn, nhiều ngăn để việc mình để đồ ấy nó tối ưu được diện tích. Được diện tích. Ok không anh nhỉ? Ok. Và điều thứ ba mà muốn chia sẻ với các bác là mình sẽ sử dụng móc treo ở trong này. Đây, ví dụ ở trong này, ở đây nó sẽ có những cái móc treo, thì mình sẽ sử dụng thật là nhiều móc treo để nó tiết kiệm diện tích và không gian. Nó rất là đẹp, tiết kiệm diện tích không gian. Ok chưa các bác nhỉ? Đó là sử dụng về móc treo. Thứ tư để tiết kiệm cái không gian và diện tích ấy, thì mình sẽ lựa chọn những cái mẫu tủ quần áo có thể kết hợp với giường. Tức là cái tủ quần áo này ấy, cái giường ngủ của mình ấy, giường ngủ của mình nó sẽ khi mà không ngủ nó sẽ gấp lên. Đấy, sẽ để được quần áo. Hoặc là ở dưới gầm giường sẽ thường sẽ để một cái hộp để đồ này. Đấy, đấy cũng là một cái cách để mình tăng diện tích cái chứa đồ, chứa quần áo của mình. Rất là hay, rất là tiện ích nhá, tiết kiệm không gian nữa. Đó là cách thứ tư mà em Chiến muốn chia sẻ, đó là sử dụng tủ tích hợp, kết hợp giường tủ. Và thứ năm muốn chia sẻ với các bác, đó là khi mà mình để quần áo ấy là mình sẽ gấp quần áo. Nếu như mà anh em nào mà thực sự là nhiều khi nó hơi lười, quần áo mang mới giặt xong thì bỏ vào trong mà không gấp lại thì nó rất là lộn xộn và tốn diện tích đúng không nhỉ? Mà nó lại không đẹp, nó lại liên quan đến cái tính cách giống như là một người luộm thuộm chẳng hạn. Đấy, thế nên là mình hãy rèn luyện cho mình tính kỷ luật, sự chỉn chu bằng việc là làm những cái công việc nhỏ hàng ngày, gấp quần áo để vào trong tủ. Đấy, giúp tối ưu và nó rèn cho mình những cái kỹ năng, những tính cách để tốt hơn mỗi ngày. Ok, đó là 5 cách, 5 mẹo mà em Chiến muốn chia sẻ tới các bác để mình có thể tối ưu được diện tích tủ, giúp mình chứa được nhiều đồ mà tủ vẫn đẹp bình thường các bác nhá. Nếu như các bác thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới tiếp theo. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.